Ôi chào các bạn ha, chào các bạn trở với kênh YouTube nói về chủ đề về khởi động từ nha các bạn. Thì mình có video mình nói về khởi này. Bây giờ mình có hai cái khởi động từ, một cái khởi là nguồn. Đây. Một cái khởi là nguồn 308 với một khởi là nguồn 220. Mà vấn đề ở chỗ này là một cái khởi là nguồn của 220 này là nó vẫn còn tốt, nhưng mà tiếp điểm nó bị sét các bạn, siêu quá rồi, nó không có tiếp xúc tốt, nghĩa là khởi này bị hư đó. Nhưng mà cuộn hút thì hút rất tốt, còn cái khởi này á thì cuộn hút cũng bình thường, tiếp điểm cũng tốt. Nhưng mà ở đây vấn đề là nguồn, cấp nguồn cho cuộn hút là tới 308, mình do mình xài điện lưới nhà 220 nên mình không có nguồn 200 308, mình cấp nguồn cho cuộn hút này nên là xài không được. Vậy là vấn đề ở chỗ là hai cuộn hút này đều bỏ nha bạn, mình không có xài được. Cuộn này á, thì tiếp điểm bị hư rồi, các bạn đâu có xài được đâu. Tiếp điểm bị hư mà cuộn hút xài được, nhưng mà tiếp điểm bị hư các bạn đâu có xài được. Còn cuộn hút này mình đâu có, điện dân dụng của mình không có nguồn 308, các bạn đâu có xài được đâu. Thì các bạn còn bỏ hai cái khởi này. Thì vấn đề ở đây mình làm cho các bạn là mình lấy được một khởi mình xài. À, giờ thay vì mình bỏ hai cái thì mình xài được một cái khởi. Là mình chia sẻ cho bạn xem là hai cái khởi này, hai khởi động từ này các bạn đỡ cuộn hút cho nhau. Cuộn hút giống nhau các bạn, cuộn hút giống nhau, nó chỉ khác cái điện áp thôi, cuộn hút là giống nhau của hãng LED đó. Thì nó coi hãng này, hai hãng này khác nhau luôn, hai hãng này khác nhau luôn nè, LS với LG khác nhau. Ủa, là lâu rồi nhưng mà mình đổi cuộn hút cho nhau mình xài được. Nghĩa là một bên đó thì hư tiếp điểm, một bên thì cuộn hút không có phù hợp với cuộn hút gia đình nên là mình đổi cuộn hút cho nhau. Thì bây giờ mình sẽ tháo qua mà tiến hành mình đổi cuộn hút cho nhau, và mình ghim điện cho bạn xem nha bạn. Thì bây giờ mình gã hai cuộn hút này ra. Bây giờ mình gã cuộn hút 380 trước này. Đó, trong cuộn hút lúc nào cũng trong cái khởi lúc nào cũng có cái lò xo đó. Rồi hai bên đá thép kỹ thuật đoạn cuộn dây ở trong lẫn hút hai này với nhau các bạn, khi bạn kim điện thì cái đó là cơ bản của thị trường. Rồi bây giờ mình gã thôi, mình lấy cuộn hút ra nè. Đó, cuộn hút nói chung là đồ này, đồ công nghiệp thì các bạn tháo ra rất là dễ, nó không có khó khăn các bạn. Đó, tháo đồ công nghiệp mà đây là cuộn hút. Thì cuộn hút này nè, trên đây để nè, mỗi trên đơn vị cuộn hút nó để 380 nè. Đó, rồi mình tháo cuộn hút ra và mình để cái này qua một bên nha các bạn. Rồi tiếp theo mình tháo cái này, cái khởi này là tiếp điểm bị hư mà cuộn hút 220 cũng giống nhau hết nha bạn, tháo rất là dễ. Rồi gọi là xo. Rồi ở đây thì các bạn cũng tháo cái cuộn hút ra được luôn, đồ công nghiệp mà. Đây, đây là cái cuộn hút của nó đây. Rồi đây cuộn hút thì trên thông số cuộn hút nó cũng để là nguồn 220V nha các bạn, A học 2 đó. Thì các bạn có thể này, do cái này nè, cái tiếp điểm bị hư rồi, nó không tiếp xúc tốt thì mình bỏ qua bên, mình là chỉ lấy cuộn hút này thôi. Và mình còn bên này thì mình cuộn hút 380 nè, rồi mình bỏ, rồi mình về qua đây.
mình lấy cuộn hút 220. Rồi giờ mình gáp lại cho bạn xem nha. Gáp cũng đơn giản thôi, không có gì hết trơn các bạn. Nè các bạn để xuống nè. Đó, xuống gặn gọn gàng. Rồi lắp tờ xo, tờ xo mình để gì nha. Trên cao ở dưới đường kính rộng hơn nè, để giữ. Rồi mình tiến hành mình lắp này vô. Nó có ngạm hết trơn, mình đẩy xuống là nó ăn khớp nè. Các bạn thấy nha. Đó, độ công nghiệp nè. Rồi bây giờ mình cấp nguồn cho con hút. Hồi nãy là cái khởi này là khởi 380. Cuộn hút 380, bây giờ mình đã thay khởi 220 vô. Khởi cuộn hút 220 vô. Rồi mình ghim điện cho bạn xem nó hút. Rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái khởi này nè, các bạn xem nó hút nè. Rất là êm. À mà ha. Nè. Đó, đúng nguồn của nó. Các bạn chú ý là cái khi mà cấp nguồn cho con hút này mà tiếp điểm này nó không liên quan các bạn. Mình cấp nguồn vô đây nhưng mà tay chân mình đụng vô đây là bình thường, không bị giật nha các bạn. Tại nguồn của con hút là nó chỉ cấp nguồn cho con hút thôi, là nó hít hút này xuống là cho hai này nó kính với nhau nè, đóng mạch với nhau. Khi bạn cấp nguồn vô đây bạn đụng vô thoải mái nha, không có bị giật gì hết, trừ khi mình đấu nguồn động lực vô đây nè, ba cái xây động lực là ba pha nè. Đó, mình cấp nguồn cho motor thôi, cái này nhiệm vụ của nó chỉ hút này xuống thôi các bạn, không có gì hết nha. Cái nguồn của chỗ này với cái nguồn chỗ này là tách biệt ra thôi mà không có chung nha. Mặc dù các bạn thấy điện gì đó mà không có chung đâu, không có dính đâu. Nè bạn thấy nè, nó hút xuống nè. Đó. 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 Nó khởi đó. 220 để vô là ngon lành. Thì video này mình kết thúc tại đây và mình nói là các bạn là đó, thì từ chỗ mà các bạn nguồn nhà các bạn không có nguồn 380 rồi mà cái khởi các bạn, hai cái khởi các bạn, một cái khởi là bị hư tiếp điểm, một cái khởi là hư tiếp điểm nhưng mà cuộn hút còn xài được, một cái khởi là cuộn hút nguồn 380 các bạn không có nguồn đó để xài, các bạn hai khởi này các bạn đổi cho nhau, đổi cuộn hút cho nhau các bạn xài đó. Thì bây giờ tiếp điểm này còn tốt nè, thì mình xài được có khởi nè, khởi này mình bỏ rồi, ok nha các bạn. Thì video này mình làm về cái khởi đồng tượng vậy đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video mình làm chia sẻ bên điện điện tử của mình nha các bạn.